Lại là chuyên mục vẽ nhân vật hoạt hình. Và nhân vật của ngày hôm nay sẽ là ai ta? Có ai đoán được không nè? Hồi tuần rồi hứa quay lại với mọi người nhưng mà lại bỏ mọi người cả một tuần luôn. Nhưng mà hôm nay thì ông đã đủ động lực để quay trở lại rồi nha. Hồi nhỏ tôi coi cũng khá bộ phim hoạt hình đó, nhưng mà có vài bộ thì không có nhớ tên. Mà cũng nhờ cái series này mà mọi người đã giúp ông biết tên được những cái bộ phim đó luôn nè. Ui, cảm ơn nhiều lắm luôn á nha. Không biết ở đây có ai là fan của cô nhóc Maruko ngộ nghĩnh với cái mái tóc răng cưa, thèm hai cái chấm bi tròn ở trên má nữa không nè? Với cái vẻ ngây thơ, ngố tàu nhưng lại rất là tốt bụng của Maruko như đưa mọi người trở về tuổi thơ của chính mình. Là một cô bé 9 tuổi rất là nhát gan, cả tin, lười biếng và ham ăn, thêm một cái nữa là ghét đi học, trái ngược hoàn toàn với cô chị Sakiko. Sakura thông minh và chăm chỉ, nhưng bù lại thì Maruko rất là hồn nhiên, đáng yêu và luôn biết giúp đỡ người khác. Tập tiếp theo sẽ là nhân vật gì đây? Xem tới đây rồi thì đừng quên hạ tim cũng như là follow nha. Bye bye.